Con chào cha. Dạ, hôm nay con thấy nhìn cha tỉnh táo, khỏe khoắn hơn nhiều so với cái hình ở trên Facebook mà cha đã chào anh chị em cha vừa mới ra khỏi nhà thương để cha trở về nhà dòng. Con thưa cha là khi mà nghe tin nhiễm coronavirus rồi sau đó là có tin là cha đã hết bệnh, thì trong vòng bao nhiêu tiếng đồng hồ như thế thì cha mang bệnh. Nghĩa là ngày 17 tháng 4 là cha đã đi về nhà rồi. 17, thứ nhất là thứ sáu, Dạ. trường thứ sáu bên này, trường thứ sáu bên này thì buổi sáng bác sĩ ba bác sĩ đến là hai bác sĩ nói là xin có thể sẽ về sớm, Dạ. và buổi chiều có chưa buổi chiều và cỡ chừng buổi chiều 4-5 giờ thì là từ bệnh viện về nhà dòng này, Coi như và hôm thực sự đó là hiện tại bây giờ thì nó vẫn là nhiễm COVID mà. vẫn nhiễm nhưng mà đã giảm bớt rồi, bác sĩ cho cha về. Đúng vậy, bác sĩ cho về để mà có thể theo dõi ở nhà thôi. Dạ, như vậy là hôm trước ngày 15 tháng 4 là bệnh viện loan báo cha bị coronavirus, và lúc đấy thì cha rất là khó thở, rất là ho. Cha ơi, cha đang tắt camera rồi. Dạ. Tại đây có người gọi điện thoại vào, có Ồ sợ dạ. chú ý sớm vào. Dạ. Cha sốt, cha ho, sốt cao. Nhưng mà ngày 17 tháng 4 cha được trở về nhà, thì con thấy cha viết trên cái status của Facebook của cha là sốt đã giảm rồi, chỉ còn ho, và tạ ơn Chúa cha đã được về nhà. Thế thì Đúng rồi. ngày hôm nay là ngày 20 tháng 4 rồi, chúng con phải đợi cho cha khỏe một chút và lấy lại tinh thần và mặt mũi hồng hào thì chúng con mới dám để xin cha một cuộc phỏng vấn. Thế thưa cha, 3 ngày trở về nhà dòng rồi thì sức khỏe của cha hiện nay ra sao ạ? Sức khỏe hiện nay đang là hồi phục rất là tốt. Nó vẫn còn ho, nó vẫn còn ho, còn sốt thì đã hầu như là không còn, sốt hầu như là không còn, và những cái triệu chứng khác thì cũng không 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 không, không thấy, và điều quan trọng đó là đã cảm thấy ăn cơm ngon hơn Ngon miệng, dạ. và cảm thấy ngon miệng hơn, và họ cho cái gì thì ăn cái đấy, cho nên là dần dần cái sức khỏe nó hồi phục lại, phải nói là rất là tốt. Dạ. Buổi sáng ở trên bệnh viện y tá cũng có gọi điện thoại đến hỏi thăm xem là tình trạng như thế nào. Nói chung là cái sự hồi phục tiến triển theo cái chiều hướng tích cực, theo chiều hướng rất là tốt. Thưa cha, như vậy là bác sĩ hay là y tá đến thăm khám bệnh hay là họ gọi điện thoại, qua điện thoại, và thuốc thì Họ chỉ họ cho qua mình điện sẵn? thoại thôi, họ chỉ qua điện thoại thôi, và từ đây tới cái nhà thương mà đi hôm nào đó cũng rất là xa, cả 45 tiếng hồ lận, Dạ. Chung chạm cho được. nên họ chỉ gọi điện thoại hỏi thăm thôi. Với lại thực sự đó thì ở nhà dòng đây cũng có y tá thường trực 24/24, Ồ, dạ. Và hiện nay thì tất cả và nhà cái dòng nhà dòng cũng đều cách ly hết à thưa cha? nhà nó cách ly lâu lắm rồi, Vâng. là tháng rưỡi, gần 2 tháng rồi. Dạ. Phòng hai người lúc đầu thì cách ly cái lầu 2 thôi, Dạ. thế nhưng là lầu của các cha về hưu, Dạ. thì cái nguyên cái lầu đó cũng phải đến chắc là gần 60 cha về hưu Dạ. cái lầu đó, cho nên là lúc nào cũng 24/24 và 24/7, thế nhưng là một tuần như thế đó, 7 ngày mà ngày nào cũng 24/24, có y
tá thường trực cho các cha đó. Dạ. Cho nên sự thường nếu ban đêm có chuyện gì thì gọi cho họ thì họ cũng giúp mình. Còn ban ngày thì sẽ có y tá riêng của những cái cha khác. Những cái cha khác mà tình trạng về đây những cái cha làm phiền ở nhà dòng, ở cái nhà chính này. Hoặc là một số cha về đây nghỉ ngơi, hoặc là một số cha thì về để mà chữa bệnh, giống như là tình trạng của tôi chẳng hạn. Cho nên là cũng về nghỉ ngơi, rồi chữa bệnh khi khỏi rồi thì lại trở về cái nhiệm sở của mình ở ngoài quốc. Vậy thì thưa cha, ở trên bệnh viện, ở trên nhà thương đó là cha không có đi lại được, còn về nhà thì giờ cha đi lại trong phòng thì thoải mái, phải không cha hả? Đúng rồi, mình chỉ đi lại trong phòng thôi, thực sự thì vẫn còn là vẫn còn là cách ly, cho nên là không được phép đi ra ngoài. Dạ. Cho nên là tôi 24/24 là trong phòng thôi. Tự nhiên là đi lại trong phòng tập thể dục, thể diễn, hít thở rất là trong cái phòng này thôi. Đây là một cái khu riêng, nó gọi là khu Thánh Teresa. Ngày xưa đó, cái khu này đó, và cái khu để dành cho các cha về hưu. Dạ. Về sau này thì đưa hết các cha về hưu về cái khu nhà chính luôn. Cho nên là cái khu nhà này hiện tại bây giờ không ai ở cả. Và chỉ có một số cha khi đi nhà thương hay là đi bệnh viện về thì tính dưỡng ở đây thôi. Và tôi là một trong những cái cha đó. Thì tôi nghĩ là hiện tại bây giờ tôi không biết bao nhiêu người đang hiện tại đang ở trong cái khu tinh dưỡng này, cái khu này. Cho nên là thực sự thì không biết là có bao nhiêu cha là đang là cái khu này, chắc có lẽ là 1-2 cha như thôi. Dạ thưa cha, sau khi cha phỏng vấn trên Việt Catholic thì có rất là nhiều người vào xem và cùng chia sẻ là cùng cầu nguyện cho cha. Nhưng mà liền ngay sau đó thì có một cái status, cha có nghe hung tin đó từ lúc nào và hung tin về cha ấy ạ? Dạ. Thế như là ngay sau khi phỏng vấn với sơ là hình như là có cái tin tức rồi. Dạ. Tôi không nhớ là trước khi sơ phỏng vấn mình hoặc là trong cái thời gian đó hoặc là sau cái thời gian đó thì có cái nghe tin tức là trên mạng họ đã đăng tin là tôi bị mất vì bệnh COVID-19 rồi. Dạ. Thì lúc đấy cha nghe như vậy thì cha thấy thế nào ạ? Dạ không, chỉ thấy là đối với tôi thì nó là chuyện bình thường, nhưng mà khổ là những cái người thân của mình đó. Dạ. Thì tội nghiệp cho họ, hay là những cái người họ đang quan tâm đến cái trường hợp của mình thì khi mà bị cái tin tức nó không có chính xác như thế thì thực sự là rất là tội nghiệp cho họ, là vợ họ đang là cố gắng cầu nguyện như xưa thầy. Yeah. Mọi người rất là yêu thương cầu nguyện cho tôi như thế mà bỗng tự nhiên nghe tin là tôi đã bị mất như thế, cho nên là họ cũng rất là hoang mang. Và tại vì lúc bây giờ là hơn nửa đêm yeah, rồi. Đúng rồi. Lúc phỏng vấn thôi, lúc bây giờ là hình như là cũng 11 giờ. Dạ, xong thì là 11 giờ 15 phút giờ New York của cha, 11 giờ 15 phút New York đêm, dạ 15 tháng 4. Vâng, cỡ đó. Thì tôi nằm nghỉ một hơi thì dậy thấy ở trên mạng thì đúng là thứ tin tức như thế. Cho nên là tôi cũng hoang mang, không biết là họ lấy tin tức từ đâu. Dạ. Và có một sự có cái là bên hình như là bên Úc. Yeah. Mà họ lấy tin tức từ đâu thì thực sự là tôi không có biết. Rồi có một số anh chị em ở các đoàn ngày xưa. Yeah. Bên trại tị nạn từ ngày xưa. Yeah. Thì họ cũng đăng tin là tôi đã bị mất rồi. Cho nên là đối với tôi thì không có gì ngạc nhiên cả, tại vì mình còn khỏe đây mà, đâu có sao. Nhưng mà khổ cái là cái tin tức nó không chính xác thì gây hoang mang cho những cái người mà họ đang cầu nguyện cho mình, tội nghiệp cho họ, với là một số các em hay là một số những cái người thân
không có ngủ được. Dạ. Không có ngủ được, với lại một số các em khác thì nghĩ là tôi chết, cho nên là khóc. Và con có thể thấy là nhóm các nhạc sĩ công giáo, nhóm thánh ca mới và các anh em bạn của cha bắt đầu vào cuộc ngay, phải không ạ? Có những cuộc nhắn tin, dạ, và có những status ngay lập tức trên Facebook để đính chính lại. Thì cái thời gian đó nha, mà nói chuyện với sơ thì thực sự là rất là mệt. Dạ. Lúc bây giờ rất là mệt, bởi vì sốt vẫn còn. Dạ. Và những cái triệu chứng khác nó vẫn còn, chẳng hạn như bị đi cầu hay là bị ho rồi bị mệt mỏi. Thưa sơ là có khi mà tôi dậy đi nhà vệ sinh hay là rửa cái tay hay là rửa cái mặt, yeah, là nó rất là mệt, nó rất, yeah, là mệt. Rửa được cái mặt là đứng thở rồi, cho nên là trong người rất là mệt. Cho nên là thỉnh thoảng thì tôi có coi, đến lúc mà coi thì giật mình là người ta đã thông báo là tôi đã bị mất rồi. Cho nên là tôi liên lạc với nhóm thánh ca mới của tôi là nhờ đính chính này, như vậy nhờ đính chính để mọi người yên tâm. Và sáng hôm sau thì rất là nhiều người gọi để mà biết tin tức xem là cha sống trên thế nào. Có nhiều anh chị em giáo dân bên Mỹ đã đến nhà thờ xin lễ cầu nguyện cho cha Hồng Cường nữa. Dạ vâng. Dạ. Có nghe tin cha Trúc có nhắn tin cho tôi. Cha Trúc có nhắn tin cho tôi là nói là San Jose cộng đoàn là cộng đoàn Đức Mẹ La Vang. Đức Mẹ La Vang. Đức Mẹ La Vang. Thì có người đã xin lễ cho tôi rồi, và một số nơi khác nữa ở dưới Orange County cũng vậy. Có một số giáo dân thôn lành đã dâng lễ cầu nguyện cho tôi rồi. Như vậy là mấy ngày qua, bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 khi nghe thông tin cha bị virus coronavirus, cho đến cái ngày nghe thông tin của cha, cáo phó của cha đại khái như thế trên Facebook, thì Facebook đã dậy sóng hai cái chữ Hùng Cường. Và con nghĩ là Chúa cũng vậy, bởi vì Chúa cũng điếc tai vì nhiều người cầu nguyện cho cha quá. Thì qua cái biến cố này thì cha có cảm nhận gì ạ? Vì cái sự chung lòng của nhiều người đối với cha. Thực sự là tôi rất là cảm động, rất là cảm động vô cùng, tại vì cái tình yêu của Thiên Chúa dành cho riêng tôi, và một cách đặc biệt là cái tình yêu ấy dành cho tôi qua cái sự quý mến cũng như là cái sự quan tâm của mỗi người dành cho tôi sẽ qua lời cầu nguyện cũng như là sự quan tâm cho tôi, và cái điều đấy nâng đỡ tinh thần của tôi rất là nhiều. Và ở trong cái thâm tâm của tôi thì luôn luôn nghĩ là Thiên Chúa sẽ cho tôi vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này, cũng như là Ngài đã từng trong quá khứ cho tôi vượt qua không biết là bao nhiêu cái thử thách trong cái đời sống. Nhưng mà ngay từ hồi còn nhỏ, cái tưởng bé có thể lúc này lúc kia, nhưng mà luôn luôn ở đâu với thâm thâm và tôi luôn luôn nghĩ là Chúa rất là thương mình. Chúa rất là thương mình, và tôi cảm được cái điều đó, cho nên là chính lý do đó mà con chàng lần trước phỏng vấn thì tôi có nói với sơ là mọi sự ở trong cái bàn tay quan trọng của Thiên Chúa. Cho nên là có những cái toàn tính của mình, có những cái lo lắng của mình, có những cái điều mình khát khao, có những điều mình mong ước, nhưng mà không thể nào mà ngoài cái thánh ý của Thiên Chúa được. Và chắc chắn là Thiên Chúa có những cái chương trình riêng của Ngài tốt đẹp hơn cho mình. Cho nên là mình vẫn sống cái cuộc đời của mình, vẫn lo toan, vẫn có những ước vọng, vẫn muốn khao khát, muốn làm, nhưng mà đồng
chương trình của mình, bé nhỏ của mình, cái ước vọng của mình, cái ước mong của mình, cái điều mình muốn làm, cái điều mình khát khao muốn làm, luôn luôn dâng lên cho Chúa. Và một cách nào đó thì Ngài sẽ có những cái chương trình tốt đẹp hơn cho mình. Dạ, thưa cha thì qua cơn bệnh của cha, các ca sĩ và các nhạc sĩ đã livestream những bài hát của cha để mời gọi mọi người cầu nguyện cho cha, cũng như trên YouTube những bài hát của cha đã được nhiều người xem lại, nghe lại. Thì một cách nào đó trong tâm tình ta ơn Chúa, tri ân Chúa và cảm ơn tất cả những người đang là quan tâm đến cha, quan tâm đến sức khỏe của cha, thì trong các bài hát của cha, bài nào mà cha tâm đắc nhất và cha muốn chia sẻ với anh chị em nhất trong lúc này với cái tâm tình tri ân Chúa và cảm ơn mọi người? Và chắc có lẽ là trong tất cả những cái sáng tác mà tôi đã viết, thì thực sự ra là thì tại vì bận rộn với những cái công việc của hàng ngày cho nên là tôi rất ít dùng thời gian để mà có thể ngồi xuống viết nhạc theo cái ý mình muốn. Tại vì cái thời gian tôi làm việc ở bên Đài Loan mười mấy năm trời, làm việc bên Đài Loan giúp đỡ công nhân và cô dâu rất là bận rộn 24/24, tại vì có một cái shelter cho các anh chị em và lúc nào cũng 3-4 chục các anh chị em trong cái shelter đó, cho nên là lo lắng cho 24/24, cho nên là rất là bận rộn. Cho nên là chỉ có khi nào mà cái hứng nó đến và thúc đẩy thì tôi ngồi xuống viết. Và chắc có lẽ là trong lúc này thì thấy trên mạng hát rất là nhiều bài Ở Lại Với Con. Bài Ở Lại Với Con thì tôi viết ở bên Đài Loan. Yeah. Ở trong cái thời gian cấm phòng 5, cho nên là cả thời gian rảnh thôi. Và vì cha hướng dẫn cấm phòng cái năm đó thì cũng có chia sẻ về cái câu chuyện hai bốn đề trên đường Emmaus, cho nên là tôi dựa trên cái suy niệm và cái bài phúc âm đó, cái đoạn phúc âm đó, cái câu chuyện đó, hai bốn đề trên đường Emmaus đó để thực hiện cái bài Ở Lại Với Con. Và cho có lẽ là lúc này là cái lúc cần thiết nhất để mà xin Chúa ở lại với mỗi người chúng ta, để nâng đỡ chúng ta, nhất là trong cái thời gian trải qua cái nạn đại dịch này. Cho nên là cầu xin Thiên Chúa ở lại nâng đỡ mỗi người chúng ta một cách theo cách riêng, và mỗi cái nhu cầu của chúng ta cần thiết để xin Chúa ở lại để nâng đỡ chúng ta. Cho nên là tôi thấy cái bài hát ấy hiện tại bây giờ thì ở trên mạng rất là nhiều. Ngoài ra những cái bài hát khác rất là nhiều. Và chắc có lẽ là hát bài nào thì thực sự là nói về tình yêu của Thiên Chúa thì lúc nào cũng thích hợp cả sợ. Cho nên là tình yêu của Thiên Chúa cho chúng ta bất cứ lúc nào. Và tình yêu thì lúc nào mà lại không thích hợp được. Cho nên là cảm tạ. Cái tâm tình cảm tạ cũng như là cái tình yêu hay là cảm nghiệm được cái tình yêu của Thiên Chúa trong mỗi cuộc sống của chúng ta thì lúc nào cũng là cái tâm tình rất là tốt để mà có thể dâng lên Thiên Chúa lời ca tiếng hát của chúng ta. Chúng còn xin cảm ơn cha rất nhiều. Hôm trước rất là mệt nhọc mà cha vẫn cố gắng để chia sẻ với chúng con đôi lời. Và hôm nay thì nhìn thần sắc của cha đã khá hơn rất nhiều, vì cha cảm nhận được là Chúa thương cha, cảm nhận được biết bao mối quan tâm của những người thân quen, gia đình, bạn hữu, và cả những người chỉ có biết đến tên cha qua những bài thánh ca mà thôi, mà chưa được một lần giáp mặt. Hoặc là chỉ coi trên YouTube thì thấy cha thôi. Và những người đó đã cầu nguyện cho cha rất nhiều. Và chúng con cũng cầu mong cha được mạnh khỏe. Xin Chúa tiếp tục ban muôn ân lành trên cha, để cha lại là một nhạc sĩ lang thang theo dệt những khúc ca tình yêu của Chúa cho mọi người được chiêm ngưỡng những kỳ quan của Chúa. Chúng con xin cảm ơn cha rất nhiều đã dành cho chúng con thời gian quý báu và đặc biệt này. Dạ vâng,
Cũng nhân tiện ra đây thì thực sự là không có cái cơ hội để có thể cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người, những người thân quen, những bạn bè thân quen, bà con họ bạn bè từ trước đến nay, những người như sơ nói là những người quen biết cũng như là không quen biết, nhất là các cha các sơ đã dâng lễ, đã cầu nguyện, rồi đặc biệt là tất cả những người quen biết ở trên, ngay cả các quen biết ở trên mạng như sơ nói là nhiều khi chưa gặp mặt ở ngoài đời, nhưng mà họ cũng quan tâm cầu nguyện cho mình. Tất nhiên là trong cái tình liên đới cái tình liên đới rất là đặc biệt giữa con người với con người, đã lần đỡ tôi rất là nhiều, và không thể nào mà nói lên hết cái lòng biết ơn đến từng người một. Và mỗi một giây phút ở trong cái cuộc sống của tôi thì tôi luôn luôn nhớ đến mọi người, và với lòng biết ơn cũng như là cầu nguyện cho mọi người luôn luôn được bình an trong cuộc sống, và nhất là không những cho tất cả mọi người, và đồng thời cho gia đình của mỗi người cũng vậy, được cảm thấy cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa hiện diện ở trong cái đời sống hàng ngày. Và xin Thiên Chúa chúc lành cho quý đức ông, quý cha, quý sơ, quý thầy, cũng như là tất cả mọi người. Xin Chúa chúc lành và ban sự bình an cho mọi người, nhất là một cách đặc biệt là trong cái cơn đại dịch này, và cầu nguyện cho cơn đại dịch chóng qua để mà cuộc sống của mỗi người chúng ta lại trở về bình thường. Xin cảm ơn sơ rất là nhiều. Dạ, con cảm ơn cha. Thưa cha, bây giờ là giờ New York của cha có phải là 6:50 tối không cha nhỉ? Cha ngó giùm con mấy giờ. Hình 7:56 à? 7:56 tối ngày 20 tháng 4 giờ New York. 7:56. Dạ à, vâng. Đúng rồi. Dạ. Xin Chúa chúc lành cho cha thật nhiều. Dạ, cảm ơn sơ nhiều.